Vụ khủng bố ở Đắk Lắk đã bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt. Các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đắk Lắk bắt thêm 3 đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đến nay, toàn bộ 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị bắt giữ. Ngày 21 tháng 7, tin từ công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vừa bắt thêm 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân xảy ra tại Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6. Theo đó, sáng ngày 21 tháng 7, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã truy bắt thành công 3 đối tượng đang lẫn trốn trên địa bàn huyện Cư Cu In. Gồm, Y Khiên Liên, sinh năm 1992, trú xã Hòa Sơn, huyện Cờ Rông Bông, Nay Dương, sinh năm 1968, trú Buôn Ea Cờ Lúc, xã Cư Pơn, huyện Cờ Rông Búc, và Y Hoang Ê Ban, sinh năm 1970, trú tại Buôn Mấp, thị trấn Ea Póc, huyện Cư Mờ Ga. Trước đó, ngày 15 tháng 7, lực lượng công an đã bắt giữ 3 bị can bị truy nã đặc biệt tại xã Ea Lê, huyện Ea Súc, gồm Y Vũ Nie, sinh năm 1968, trú Buôn Can, xã Ea Nuê, huyện Cờ Rông Bắc, Nay Yên, sinh năm 1970, trú Buôn Ea Cờ Lúc, xã Cư Pơn, huyện Cờ Rông Búc, và Nay Tam, sinh năm 1974, trú Buôn A Đơn Đi, xã Cư Pơn, huyện Cờ Rông Búc. Cả 6 đối tượng trên đều liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân 2 xã Ea Tiêu và Ea Cua, huyện Cư Cu In vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Đã bị cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại Điều 113 Bộ Luật Hình Sự. Liên quan đến vụ án, ngày 23 tháng 6 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định số 05 QDANDT khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 113 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Khởi tố 07 bị can về tội không tố giác tội phạm, Điều 390 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, 01 bị can về tội che giấu tội phạm, Điều 389 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, 01 bị can về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, Điều 348 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ 23 khẩu súng các loại, súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế, 02 lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kiếp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, 01 nòng giảm thanh, 02 ống ngắm, 01 bộ mô hình mình tập, 30 dao, 10 cờ FULERO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án của các đối tượng. Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, một nhóm người dùng súng và các hung khí nguy hiểm khác tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân, phòng làm việc của công an hai xã Ea Tiêu và Ea Cua, huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk. Hậu quả, làm 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 cán bộ công an xã trọng thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.